Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, đối tượng Trần Minh Lợi vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam. Đối tượng Trần Minh Lợi là chủ trang Facebook Diệt Giặc Nội Xâm. Vào tháng 3 năm 2017, Trần Minh Lợi đã bị tuyên mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội đưa hối lộ. Sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng Trần Minh Lợi về sinh sống tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Trần Minh Lợi TV. 14 năm tù là bản án mà Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Xuân Huế về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 28 tháng 12 năm 2021, giữa anh Nguyễn Thành Trung và Huế xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu. Huế chạy vào phòng trọ, lấy dao tự chế ra chém anh Trung, nạn nhân bị thương tích 55%. Đối tượng Lò Văn Sơ, chú huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, vừa bị Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào tối ngày 25 tháng 11, do mâu thuẫn cá nhân, Lò Văn Sơ và Lăng Văn Thọ xảy ra xô xát. Thọ đã về nhà, lấy con dao chặt củi, đem ra chém nhiều nhát vào người Thọ, khiến nạn nhân phải đi bệnh viện cấp cứu. Sợ bị người nhà của Thọ đánh, Sơ đã bỏ chạy lên rừng. Đến sáng ngày 26 tháng 11, Sơ đã đến cơ quan công an để đầu thú. Dùng dao khống chế, đe dọa, chiếm đoạt tài sản của nhiều nữ bị hại, Nguyễn Hữu Hoàng Phong vừa bị Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận do không có việc làm và cần tiền tiêu xài cá nhân, nên rạng sáng ngày 29 tháng 11, Phong đã đi theo và dùng dao khống chế, đe dọa, chiếm đoạt tài sản của một nữ bị hại tạm trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê. Và ngay hôm sau, tiếp tục theo và cướp tài sản của một nữ bị hại tạm trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Vũ Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại số 7/20/65 Lê Lai, phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này cao 1m64 và có nốt ruồi ở đuôi lông mày phải. Cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Mai Ngọc Linh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại số 4/108B, Cam Lộ, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đối tượng này cao 1m68 và có nốt ruồi cách 4,3cm trên sau cánh mũi phải. Và đối tượng Ngô Thị Nhung, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xóm 5, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có nốt ruồi cách 1cm trên trước cánh mũi phải. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 hoặc 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.